Ok, bạn già vô rồi. Thì bữa nay Linh Lai cũng có những cái sự kiện lớn ở nước Mỹ. Cho nên ra mình lên live với lại mấy ông bạn già của mình, có Peter Nguyễn à, Peter rồi. Thì cái này để mời Peter Nguyễn lên nói chuyện. Những ngày tháng ồn ào đã qua và những cái biến động chính trị nó đã tạm yên lắng rồi và tất cả mọi người đã cảm thấy bình tâm và coi như là nó không còn xáo trộn của xã hội nước Mỹ nữa. Hy vọng là sắp sửa tới đây tất cả mọi người đều yên bình và lo làm ăn, không còn cái sự gọi như là xáo trộn bất ổn về vấn đề chính trị xã hội nữa. Chào anh Bình Tâm nha. Ok, giờ đầu tiên là mời anh Peter lên thử coi. Hello. Hello bạn già. Hello, chào người đẹp. Rồi ok thì hôm nay mở cái live này cũng tôi mời bạn già coi lên đến để nói một vài chuyện ở nước Mỹ này. Ok anh. Cái chuyện mà tổng thống Donald Trump của mình với lại cái ông tân tổng thống Joe Biden đã vừa coi như đã tạm tạm yên, Ok. coi như nó đâu ra đó rồi. Thì có theo theo mà đây là mình không có cần biết phải ông nào lên cũng vậy, nhưng mà có điều trong cái 4 năm qua đó mình cảm thấy là hình như là nó cái tình hình xã hội nước Mỹ đó rất là hỗn loạn nè, Đúng rồi. nó đủ thứ cả Đúng rồi. rồi, cách mãi gì cái gì là rồi da trắng thượng đẳng rồi biểu tình rồi rồi bạo động rồi thất nghiệp nó dịch bệnh tất cả đều ùa vào trong cái Ok. 4 năm cầm quyền của ông tổng thống Donald Trump của mình. Ở đây mình không có nói ông nào thắng hay là ông nào bại cả, Đúng. nhưng mình chỉ nói cái vấn đề bắt đầu từ giờ phút này nước Mỹ hình như bắt đầu là yên yên ả, và nó không còn cái chuyện mà nó kéo ra nhau ra đi biểu tình rồi đúng ta ra đó. Và bởi vì khi mà mình làm như vậy thì vô tình mình chính hại mình chứ Đúng không rồi hại anh, mình cả. đúng rồi. Có nghĩa là tôi thấy cái cách đây 2 bữa, hôm qua chứ hôm qua hôm kia gì đó không biết, thì cũng ở ở bên đâu á thì cũng có một số người Việt mình đi ra biểu tình ủng hộ ông Trump. Cái chuyện Ok. ủng hộ ông Trump mà là ông này ông kia là mình không 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 quan quan tâm. tâm, Đúng. nhưng mà quan tâm ở cái chỗ là tất cả mọi người đều không đeo khẩu trang. Đúng rồi. Rồi xong cái mình vô mình còn bên chết cha ta sao mình đi biểu tình mà không có đeo khẩu trang gì cả, cái nó gõ vô đó nói ra khẩu trang bây giờ là chuyện nhỏ. Trời ơi, mình nghe mình tới mình nghe mình chơi giới. Xong cái có một thằng vô nó nói gì cái rồi cái gì đó lại thấy là coi như là nó đè đầu nó chửi mình quá chừng luôn, rồi thôi rồi rút ra thôi khỏi luôn. Mà trong đó nó hình trong đó thì mình cũng nêu đích danh ra là có vợ chồng hay là vợ chồng gì của một cái cô ca sĩ tên là Hương Lan, Lan, đúng rồi. Ở đây mình không trách cưới gì cả, có nghĩa là đúng. không có trách cưới ai cả, có nghĩa là biểu tình quyền của mọi người, nhưng có một cái điều là không khẩu trang mà lây bệnh, mà hình như bữa nay là bệnh dịch của nước Mỹ này là nhất thế giới rồi, Phượng nhất thế giới rồi, lây lan quá quá chừng đi rồi. Cho nên việc đó là mình chỉ sợ những cái mà cái chết mình không mong muốn, có nghĩa là thà mình biết mình chết bằng cái gì chứ còn cái chết chết kiểu này là thôi. Nghe nói bên Houston, Texas thì trời ơi, nghe nói là chết cả ngàn người, mà bây giờ nhà thương không còn có chỗ chứa nữa, và nó thảm khốc ghê gớm quá. Ok thì cái chuyện thắng bại, bởi vậy mình mới nói là cái lá phiếu của người dân và họ đã muốn như vậy, họ đã muốn bầu ra cho mỗi người mà họ cảm thấy họ tin tưởng. Ở đây mình không chê bai ông nào cả, nói thẳng là như vậy. Nhưng mà bây giờ nó đã xác định rồi và đang chuyển giao quyền lực, đúng không Peter? Đúng rồi. Đúng rồi, cái điều đó là cũng không ai mà không xác nhận cả, cái điều đó thực sự như vậy chứ không kiểu. Nhưng mà là nó cũng có những cái buồn cười ở chỗ ngay tới giờ phút này mà vẫn có những cái người live stream lên vẫn ủng hộ ông Trump, vẫn coi như ông Trump thắng cuộc và coi như là ông Trump sẽ đấu tới cùng. Nó khổ nổi đến nhức đầu ghê vậy, có nghĩa là tới giờ phút cuối cùng người ta đã một cái bên 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 tư pháp họ đã chuyển giao quyền lực, mà bên này nó vẫn ông lên nó vẫn nói Đúng rồi.
nó vẫn nói là tổng thống Trump không bỏ cuộc này kia, với là nó bám dưới một cái gì đâu anh, mình không hiểu nổi luôn á Đúng rồi. đó. Thì mình thấy mình bảo bạn, thậm chí chiều tối hôm qua cái lúc mà tin báo các đài lên đang đưa một, kể cả nửa vòng trái đất TV rồi cũng cứ nói rồi, thì ngược lại ở bên phố Bonsai TV, phố Bonsai TV lại live stream cũng hô hào ủng hộ tổng thống Trump, rồi cũng hô hô hào là gian dối bầu cử gì. Mình thấy nó buồn cười là ở cái chỗ là như cái cha mà phố Bonsai TV đó chả làm sao, có nghĩa là trong thời điểm đó nha, trong y chang một thời điểm nha, tối hôm qua thì phố Bonsai TV thì cũng đọc nguồn tin là đã phát hiện ra cả hàng trăm ngàn lá phiếu này kia. Nói chung đại khái là những cái chuyện mà không cần phải nói về phút này nữa, đáng lẽ ai cũng hiểu cả rồi, nhưng mà tại sao phố Bonsai TV lại đưa ra những cái chuyện vậy. Rồi sau khi mà nghe anh giải thích thì tôi hiểu rằng thế ra nó làm vì câu like câu view, vì tiền thôi chứ chẳng có phải con mẹ. Nhưng bởi mấy cái đài thổ, rõ ràng dùng cái từ kia bằng những cái đài thổ tả, đúng rồi, thổ tả, đúng rồi đó. Anh nói chuyện đó thì mình tổng kết lại, mình có hai hôm nay là mình có hai chuyện để mình nói. Thứ nhất là trước đây đó thì là anh em mình người Việt Nam, đặc biệt là người Việt Nam mình đó, tại vì ủng hộ ông Trump đó, thành thử ra là mình somehow mình đã bị mình chống lại những cái mình biết thành một cái tập đoàn thiểu số. Thứ nhất là mình chống lại người cái người da đen, Black Lives Matter. Và cái chuyện gần đây nhất đó là mình chống lại cái đảng Dân Chủ, mình kết tội nó là người phản quốc. Mấy ông Việt Nam mình ở đây nè, đấy là cái chuyện cái tội, tại vì cái chuyện bầu cử vừa rồi đó, mà mới lòi ra cái tội mấy ông Việt Nam, mấy ông Việt kiều ở đây, mà mấy người đó đã làm cái điều rất là dại dột. Mình ở đây là mình phải hòa nhập với đây, chứ không phải là mình đi theo thằng này mình chống thằng kia. Mình có thể chống cái đảng Dân Chủ, ông có thể theo ông Trump, nhưng mà ông thể nào ông chống lại, ông có thể nào ông dại dột ông chống lại cái đảng Dân Chủ, ông nói nó là một thằng phản quốc. Mình là thằng nhập cư ở đây chưa đầy 40 năm, mình ở đây có người được 20 năm, 10 năm, 15 năm, nói câu tiếng Mỹ không rành. Mình nói về cái như người dân bản xứ ở đây, những cái đảng ở đây họ đã thành hình ở đây, họ đã xây dựng quốc gia này, mình nói họ là những người phản quốc. Tôi nghĩ là đó là cái điều rất là buồn cười, đó là Rất cái buồn cười. điều riêng. Ngắt ngắt lời ông chút xíu, ngắt lời ông chút xíu. Ở đây họ không tự lượng sức mình, Peter Phượng. Và mình phải hiểu cái điều rằng là mình qua đây thì chưa đầy 40 năm. Trong khi đó những người da đen mà Black Lives Matter đó, họ đồng hành và song hành cùng nước Mỹ này từ ngày lập quốc. Đúng rồi. Mà mình là một cái dân tộc thiểu số, nói thẳng ra là ít người trên các rất ít người trong các loại chủng tộc, ví dụ như là China, Mexico, nói chung là tất cả thì người Việt Nam mình chiếm một cái tỷ lệ rất là khiêm nhường, có nghĩa là một tỷ lệ rất là nhỏ. Và người ta đã nói là cái lá phiếu của người Việt Nam mình nó cũng chỉ là một con số zero mà thôi. Mà mình mắc bới gì, có nghĩa là bầu cử tổng thống Mỹ của hai đáng thì hai đảng, nhưng mà có hai phe, một bên phe của ông Trump, một bên phe của ông Joe Biden, mà đem ra mà ngồi chửi lộn nhau trên cái đường phố, mình cảm thấy mình mang nhục quá. Tôi nghĩ là cái đó là một cái hệ quả của một cái tinh thần, nữa là mình là người Việt Nam, mình đến đây, mình Việt kiều đến đây đó, rồi mình có được cái quốc tịch Hoa Kỳ, rồi mình được mấy cái ông truyền thông này kích động là mình sẽ lật đổ cái chính phủ Việt Nam, mình lật đổ cái chính phủ Việt Nam. Bây giờ nó quen mồm rồi, cái mình lật đổ cái chính phủ này, cái đó là một cái điều rất là, thứ nhất là dại dột, thứ hai là ngạo mạn. Anh nói là cái chuyện mà Đúng không lượng lượng sức mình hiểu mình rồi. là Lực. cái quỷ gì cả, Đúng rồi, mình là thành thằng mình người không hiểu, mình mình không nói hiểu mình là ai. đúng rồi, mình đòi hỏi cái chuyện rất là vớ vẩn. Đó là cái chuyện thôi, đó là cái chuyện của mấy ông Việt kiều ở đây mình nói vậy thôi. Cái điều thứ nhì nữa là mình nhắc lại là thì hồi đó là mình cứ coi trên mạng xã hội này, nó có người bảo là ông là nếu mà ông Trump mà ông thua thì tôi làm này làm kia. Thế ngày mấy tháng trước, mới 2 tuần trước là nói sao thì làm lại đi, đừng có quên. Mấy Đó, người tôi cũng quên đang đi trong tôi cũng đang cái sao tuốt rồi đó. à. Có nhiều người hùng hổ và la lớn lên, mà nếu mà ông Trump không thắng là tôi sẽ từ bỏ quốc tịch Từ Mỹ. Rồi xong rồi có những người đó anh chàng có những cái YouTube á thì tôi sẽ bỏ lẳng luôn YouTube luôn, tôi thề này các cái là xong. Thì tôi chỉ yêu cầu là làm đúng lên cái sự bị anh hứa, làm đúng y chang như cái người mà nào mà đã lớn lắm mồm to miệng mà lên đã từng nói gì thôi, có nghĩa là hùng hổ. Và còn không nữa, ông nào ông nói thì ở đây nước Mỹ thì muốn chết dễ lắm,
không có gì trơn, ra mua thuốc ở đây nó không có bán thuốc chuột đâu, nhưng mà nó bán rồi cái kia đủ rồi cứ đủ loại uống để chết thì dễ giá dễ dàng, không có cái chuyện gì phải la phải lo ra. Rồi những cái kênh truyền thông á, rồi cũng hùng hổ, cũng vơ tay múa mai được cổ động, rồi cũng kéo nhau đi biểu tình ủng hộ kia, nhất định này kia, không có tôi sẽ từ giã này kia. Nên mình thì nên thực hiện lời hứa, đừng có nên nên thực hiện lời hứa thôi. Mà nói tóm lược vậy thôi, mà nói sơ sơ thôi, bây giờ mình chỉ nói một cái điều như vậy. Trong 4 năm qua, tất cả những chuyện mà xáo trộn của nước Mỹ đã làm cho tất cả thế giới nhìn nước Mỹ bằng một cặp mắt coi thường, nó thẳng là như vậy. Tất cả các khối liên minh châu Âu, rồi thậm chí giữa cái mà như từ xưa giờ là đồng minh của Mỹ đó, thì người ta quay lưng lại và người ta nhìn nước Mỹ bằng một cặp mắt không giống ai cả. Nó không còn giống như trân trọng nữa, thậm chí gì thậm chí những cái mà hầu như là họ coi thường, mà bằng cách là mới đây thôi, là cách đây 2 ngày thì có một cái hội nghị G20, hội nghị thế giới, thì cái ông tổng thống nhà ta là ông Donald Trump, tới ông lên ông phát biểu, ông chẳng nói dính líu gì. Cái hội nghị đó là cái hội nghị bàn về vấn đề biến đổi khí hậu, vấn đề kinh tế, vấn đề đủ thứ rồi, mà ông không có nói gì cả mẹ chứ. Ông nói chứ cái điều của ông than phiền để bầu cử gian lận, xong cái chưa đầy 10 phút ông leo xuống ông đi luôn. Trong khi đó này ký giả nó la nó ó Mr. President. Rồi nó la lên nó nói yêu cầu ở lại để mà nó phỏng vấn này kia, ông bỏ ông ra ngoài. Cái đó nó nói là cái điều gì? Nó nói lên một điều là chưa thấy một người tổng thống nào mà mình nói sao ta nhẹ nhẹ chút, có nghĩa là để làm bể mặt có một đại cường quốc trên thế giới, bể mặt luôn, là một cái nỗi nhục quốc thể, mà hình như là chưa một đất nước nào mà có một vị tổng thống nào mà nó ngạo mạn mà đến nỗi mà để cho người ta mà biêu ríu mà xúc xỉm đến mức độ vậy. Thì anh thôi, bây giờ đó là cái chuyện của đất Mỹ đây. Về cái bầu cử thôi, giờ tôi nghĩ là chắc mình nói vậy là anh em cũng hiểu rồi đó, ai mà nói đòi ăn cái này, ai đòi ăn cái này ăn cái kia làm gì đó, ôi trước bầu cử đấy giờ làm đi đó, bây giờ cái thực hiện theo cái lời của mình nói đi. Nói phải làm lớn rồi chứ, phải nói phải làm lớn rồi, đặc biệt bởi là những người có to, những người mà có tai có mắt ở cái xứ sở này, đặc biệt là những người có tai có mắt ở đây nhé. Thì thôi, đấy là ý là mình nói như vậy. Cái chuyện thứ nhì nó, anh mới nhắc lại cái chuyện mà biểu tình hôm nọ Cali này nè, thì có cái điều mình nói với anh nè, dân Cali của mình anh bây giờ là nó là đứng là coi như hàng thứ nhất của đất Mỹ đó. Tức là cái số lượng người mà nó bị nhiễm là bây giờ là rất là cao nhất đất Mỹ rồi. Mà mình cứ nhìn thấy biểu tình như vậy đó, là mình không hiểu tại sao anh, đặc biệt là những người biểu tình đó, là tôi thấy là chỉ có người Việt Nam là nhiều nhất, làm như là họ đang mình ngày xưa đó mình có cái danh từ coi như là lên đồng, coi như là đang say thuốc đây, đang vào cái cơn say thuốc, đang say mê cái cơn thuốc, đây đang bị nhiễm chất độc, của cái coi như là dính thuốc của ông Trump, làm cho người ta mê mẩn đi. Bây giờ có một cái lời nào người nào nói mà tôi quên mẹ rồi, có nghĩa là bây giờ nước Mỹ á, nó có một cái đạo mới, đúng rồi, cái đạo mới, mà cái đạo này là cái đạo mà có tên gọi là đạo Trump đó, vì nó song hành cùng đạo Thiên Chúa, đạo Phở nói chung đấy, tại vì đó những người này là cuồng đạo, là cuồng đạo Trump, cho nên vì chỗ đó thành ra họ đó. Tôi muốn nói có một người nào nói, có một người nào nói mà tôi quên mẹ cái tên rồi, tôi không biết. Cái tiếng Mỹ nó kêu là cái ông cult, tức là một cái hình thức tôn giáo mà cuồng tín, tức là chỉ biết đến cái người lãnh tụ của tôn giáo đó thôi đó, chứ còn ngoài ra mình không biết cái gì cả, không biết ai cả. Cũng như chẳng hạn như hồi đó Texas có cái ông David Koresh, là ông kêu người ta vô trong đó rồi ông nói gì người ta làm theo. Chẳng hạn như năm 1977 có cái ông mục sư ở San Francisco đó, ông rủ người ta đi qua Guyana rồi ông biểu người ta uống thuốc độc, anh biết không, chỉ hô hào người ta uống thuốc độc thôi, tự nhiên 700-800 người uống thuốc độc một cách chết một loạt ở bên Guyana. Tức là cái ông mục sư người Mỹ đen ở trên Francisco lâu quá nó bị tên rồi, nhưng mà thôi, đó là cái chuyện mà mình chỉ nhắc lại là những cái người Việt Nam của mình, Việt Kiều, đặc biệt những người Việt Kiều đấy, đặc biệt là những người Việt Kiều ở bên Houston, ở bên Texas, Houston, Texas, ở bên California, ở trên San Jose, ở trên phố Bosa, hay là dọc dọc ở trên những cái
những thành phố lớn mà có tụ tập đông người Việt Nam, mình biến thành một đám người rất là ngây ngô, người Việt kiều của mình, người Việt, một cái thiểu số tập thể rất là ngây ngô khờ dại, lúc nào cũng có thể làm như là người ta xỏ cái mũi của cái tập thể mình rất là dễ. Tôi nghĩ là ở đây mình chỉ nói là cái điều này là cái quyền biểu tình là cái quyền tất cả mọi người đều được hưởng, và không, mình không nói cái vấn đề đó, mà mình chỉ nói là một cái điều là tại làm sao mình để biết là cái dịch bệnh nó đang lây lan khủng khiếp, mà ở Cali là, mà ở Houston, Texas là nặng nhất, rồi Washington DC nó rất là nặng, nhưng mà tại làm sao những người Việt Nam mình là không có ý thức được cái điều đó và không khẩu trang để cho nó lây lan được. Đó, mình phải nói là đầu tiên mình phải bảo vệ cho mình, cho gia đình mình, rồi cho vợ con mình, rồi cho cháu chắc của mình, người thân của mình, thì ngược lại họ liều lĩnh và họ không nghĩ tới cái chuyện đó, và họ chỉ biết một điều là tôn giáo của họ là làm theo giáo chủ đó. Cho nên vì đó tôi thấy họ rất ư là ngộ độc về vấn đề đó, nó thẳng là ngộ độc về vấn đề đó. Thì thôi, cái chuyện là mình chỉ nói, mình nói sơ sơ vậy thôi, chứ còn thực chất cái chuyện nó đã qua rồi. Đúng rồi. Và tôi bây giờ một cái chính phủ mới, tôi hy vọng là nó sẽ êm ả và nó sẽ yên lặng, và tất cả mọi người đi theo một cái guồng máy, mà mình phải nói là cái điều là mình đi theo một cái guồng máy mà mình muốn, có nghĩa là yên bình, hạnh phúc, và tất cả mọi người đều có công ăn việc làm, đều có bình thường, trở lại cuộc sống đời thường, nó không còn mà ngồi đây mà ngồi mà nói chuyện bức xúc ra như mấy năm qua. Em thấy là không có năm nào mà yên ổn cả, không có chuyện này thì có chuyện kia. Chẳng qua bởi lẽ có một ông tổng thống nhà ta thì cũng hơi nghênh ngang chút, nhưng mà cái chuyện là chuyện của ổng, nhưng mà cái chuyện nó đã qua rồi. Và một lần nữa tôi kêu gọi tất cả những người nào nói là phải thực hành, có nghĩa là những người nào mà từ hồi xưa tới bây giờ đó thề sống chết với giáo chủ đó, có nghĩa là từ bỏ Facebook, rồi từ bỏ quốc tịch, rồi uống thuốc độc chết, rồi đó các cái, nên thực hiện giùm tôi. Có nghĩa là mình là con người, mình phải có đầu óc suy luận, và cho nên là mình phải thực hiện những cái gì mình nói, đúng không mà Peter? Ok anh. Yêu cầu là những người đó nên thực hiện, nếu mà không thực hiện tôi buồn lắm mà nghe. Không, bây giờ mình nói người ta làm thì giờ mình tôi anh nói vậy thì anh phụ anh câu này, đặc biệt là những người muốn uống thuốc chuột á, thì ai mà không có tiền thì inbox cho tôi, vừa gửi trong cái messenger của tôi sẽ cho cái điện thoại, cho cái địa chỉ, tôi sẽ gửi tiền đến, mình sẽ gửi gói thuốc chuột, mình muốn xin gì mình cho cái đó là mình cái này mình nói thiệt, mà là ai muốn tự tử, ai muốn mua thuốc chuột đó thì giờ thiếu bao nhiêu kêu mình ra mình gửi tới, cái này mình nói thiệt. Bởi vậy mà, sao đi mà khi mà gửi tới rồi là phải dùng á, mà không phải phải làm cho tôi coi đó, thì ý là mình nói là như vậy. Thì chỉ nói một cái câu đơn giản là nên thực hiện những cái lời mà chắc ông hứa. Còn, thế thôi. Còn nếu mà không làm nổi thì tôi phụ cho không sao đâu. Sau khi qua cái vụ này thì mình mới cảm thấy là những cái điều bất ổn trong xã hội Việt Nam, mà mấy người này mà chỏ mổ và chỏ mỏ về mà chửi rủa Việt Nam, thì bây giờ mình thấy không có lạ nữa. Mình thấy không lạ nữa là bởi vì ở đây nó quá đáng rồi. Nó thuộc dạng chặn bà nói mà để không cần biết suy nghĩ, cứ việc nói cho nó đã rồi xong rồi. Thì ra mình cảm thấy là cái chuyện mà xỉa xói về Việt Nam thì cái chuyện nó không còn gì gọi là mà cao siêu mà phải nghĩ tới nghĩ lui chuyện đó, bởi vì ở đây đã cái bản chất đã lộ ra hết rồi, thì ra vì chỗ đó và nó moi móc ra những cái chuyện trời ơi đất hỡi ở Việt Nam rồi, thì coi chuyện cũ chuyện nhỏ nó xé làm to làm thế kia, là cái chuyện đó mình coi như là đơm ha, không có là nghĩ địa gì hết trơn rồi. Bây giờ mình mới hiểu cái điều đó rồi. Rồi ok, rồi có bạn tới chuyện gì nữa không? À, tới cái chuyện gì à, hai ông nội Trung Quốc với Mỹ gây lộn chửi lộn gì trên Facebook ở về về cái vấn đề mà qua Việt Nam phải không?